quý vị, công việc nội trợ của các chị em phụ nữ thường ngày đã rất vất vả. Tuy nhiên vào dịp Tết đến thì trở nên bận rộn hơn bởi phải sắm sửa lo toan cho gia đình mình để chuẩn bị một cái Tết Nguyên Đán thật là ấm áp và ý nghĩa bên gia đình. Và ngày hôm nay với chương trình Mua Gì Tết Này thì Sơn Tùng và Ngọc Huyền sẽ gợi ý cho quý vị khán giả biết một điều vô cùng tuyệt vời, đặc biệt là giúp cho chị em phụ nữ có thể dễ dàng giải quyết những công việc nội trợ trong những ngày gần Tết, đó chính là sản phẩm nước rửa chén Fancy. Và để giúp quý vị khán giả hiểu hơn về sản phẩm này thì xin mời quý vị khán giả hãy cùng chúng tôi xem một clip ngắn ngay sau đây. Một trong những nỗi lo của nhiều bà nội trợ Việt trong và sau những ngày Tết đó chính là phải đánh vật với cả đống bát đĩa. Thấu hiểu được điều này, công ty trách nhiệm hữu hạn bột giặt và hóa mỹ phẩm quốc tế đã nghiên cứu và mang tới người dùng sản phẩm nước rửa chén thảo dược thiên nhiên muối khoáng Fancy. Đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ hiện đại và kinh nghiệm dân gian, giữa chiết xuất từ dầu dừa thiên nhiên, dầu cọ, muối khoáng cùng với tinh dầu quế và công nghệ nano bạc kháng khuẩn chống vi sinh. Và không chỉ làm sạch được các vết bẩn thông thường, Fancy còn có công hiệu tuyệt vời khi đánh rửa dây khuẩn sạch cực nhanh, đánh tan liên kết dầu mỡ, sạch dầu mỡ trên cả đồ nhựa, dịu nhẹ và an toàn với da tay, đặc biệt là không lưu mùi trên chén đĩa và đồ dùng gia đình bạn. Ngọc Huyền biết không, khi sử dụng sản phẩm nước rửa chén thảo dược thiên nhiên muối khoáng Fancy thì chị em phụ nữ hoàn toàn yên tâm về chất lượng của sản phẩm, thì trẻ nhỏ cũng có thể tham gia hỗ trợ người lớn trong công việc dọn dẹp, rửa sạch bát đĩa. Thực ra thì tại công ty trách nhiệm hữu hạn bột giặt và hóa mỹ phẩm quốc tế thì còn có sản phẩm sữa giặt cao cấp Fancy được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, nghiêm ngặt. Sản phẩm thì có độ pH trung tính và sử dụng công nghệ enzyme giúp tẩy sạch nhiều vết bẩn và nước giặt thông thường không thể tẩy được như là máu hay là cà phê, tinh bột. Và sản phẩm thì an toàn với da tay và thân thiện với môi trường. Hơn nữa thì sữa giặt cao cấp Fancy thì bảo vệ tốt màu sắc của sợi vải và hương thơm thì quyến rũ, giúp cho quần áo thơm lâu trong nhiều ngày. Sản phẩm rất là thích hợp cho giặt tay và cả giặt máy anh ạ. Tết này hãy để Fancy mang đến niềm vui và tiếng cười cho gia đình bạn bằng cách liên hệ trực tiếp qua điện thoại 04-3993-5234 hoặc 088-808-9627, địa chỉ tổ 24, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, website hoamyphẩmquocte.com. Thưa quý vị, Tết Nguyên Đán đang đến gần, những vất vả lo toan của năm cũ dần qua đi, nhưng để ngày Tết của chúng ta trở nên trọn vẹn hơn thì không thể thiếu bàn tay khéo léo vun vén của các chị em phụ nữ. Và hy vọng là với sản phẩm nước rửa chén thảo dược Fancy sẽ giúp cho bàn tay của các mẹ, các chị không bị khô ráp và có nhiều thời gian thảnh thơi hơn để chăm sóc cho mình và gia đình của mình. Có mua gì Tết này? Mua sắm chỉ là chuyện nhỏ.